Dương sân kết khởi thang nông bà màn cho nam trong khói này miễn cầm hôn bụt đầy lô lụ chỉ trấn bán trái khói đầy sẻ nâng đầy trong cá tư chết đầy ở chiều cam bà tám rịa cả bụt lô lụ chún và chiều rọt và tỏ bình bộ kê mơ khơi bì ca rì châm rán dàng chắp ra ha nâng nông với sáy ạ cho là nạ trọp nâng Campuchia bà xâm rạp các vừa chiều cam bà bụt đầy lô lụ này miễn cầm hôn môi chùm luôn có thử tù bàn chục chây hãy cầm hôn môi chùm luôn tiết có thử tù bán ភាពបរាជ័យបាទខ្សែធនថែមទាំងបន្សល់នៅបាទក្រាពាកបណ្ដឹងគេឈ្មោះបាទក្រាមិនល្អទៀតផងប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់មានដីឡូជាច្រើននៅជារាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងមួយចំនួនហ្នឹងត្រូវបានទុកចោលហាក់បីដូចជាមិនមានការអភិវឌ្ឍដោយទៅនឹងអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបានសន្យាពេលបើកលក់គម្រោងដីឡូដំបូងៗនោះទេបាទ តើការប្រែក្លាយដីស្រែនិងដីចំការជាដីលោសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មឬក៏លំនៅឋានវាអាចប៉ះពាល់ដល់ផែនការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងវិស័យឧស្សាហកម្មយ៉ាងណាខ្លះបាទហើយការជាប់គាំងការអភិវឌ្ឍរបស់ក្នុងគម្រោងដីលោមួយចំនួនវាអាចជាឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានយ៉ាងណាខ្លះសម្រាប់វិស័យនេះក្រុមការងារសារព័ត៌មានឌីជីថល Cambodian Miss លោកសុនស៊ីប្រធានសមាគមអ្នកវិដំឡៃនិងភ្នាក់ងារអចនាវត្ថុកម្ពុជាយកឃើញថាការយកដីស្រែដីចំការពុះធ្វើជាលោសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មវាគ្រាន់តែអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើកសិកម្មរបស់ពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវាមិនបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ផែនការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មរបស់កម្ពុជានោះទេការជឿជាក់បែបនេះក៏ដោយសារលោកមើលឃើញថាកម្ពុជានៅសល់ដីទំនេរច្រើនទៀតសម្រាប់បម្រើឲ្យវិស័យមួយនេះម្យ៉ាងទៀ
ពីកសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាមុនសិនយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជំនាញរំលឹកក៏សម្គាល់ឃើញថាការពុះដីឡូរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនកន្លងមកទំនងជាIPBAC អភិវឌ្ឍជាអគារលំនៅឋានដោយសារគ្មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាប្រព័ន្ធលូទឹកនិងភ្លើងត្រឹមត្រូវម្យ៉ាងដីមានព្រំប្រទល់ជាប់គ្នាយុគពេកតើពុះដីឡូវាប៉ះពាល់ទៅដល់ដីកសិកម្មដែរឬអត់បើយើងនិយាយថាប៉ះពាល់គឺប៉ះពាល់ហើយពីព្រោះអីដីកសិកម្មខ្ល
Bà, còn vấn đề xưa ta bắt bỏ đó vì sai cả sự cảm ơn, nhưng chưa thật đối với mình bắt bỏ lấy bằng mạng đấy. Vì vui đây cả sự cảm ơn dưỡng nó xoay cho ra. Bà, bố lô phèm hạt ta, đọc hạt ta ấy, nhưng anh chỉ thưa là xây dựng bàn mà cần đầu nó sẵn ra nó bố đây dưỡng nơi mình cho ra đây cả sự cảm ơn. Bà, vì sai từng mũ nhưng chưa thật mình mình chụp bà nhà hai chị Hà này phải ấy thì bà, còn vấn đề để lấy bà quật vô đầy sài, vô từ bù lố quật thử từ bùng bãi phong ở kia hay bùng bãi phong ở kia quật thử đô đầy cả sự cam ở tới chía đầy lùng nơi than rồi quật đầy áp vật em xìm xìm thì chứ nế rõ thay bán ách cục rộng bán khi mưa khơi cái lại nâng môn nâng ai quật khẩn phạc đô đầy nâng rõ thay bán mưa đầy mình chẳng thay ta phạc đô vì cho là nà nâng vì làng đọc mật bà nà hay mà khi mới tới đây nơi mình chỉ bắt đầu hàn để pay ấy từ đó bị sai cả sự cam bao nhiêu thì bà hấp thu bị cả lực lượng đồng bọn nét chung nền hàng lớn lực mình đất kỳ giải vót nét sao chỉ tiêu sinh tế cách nâng chi bật thiên vật chi sự than sắc xa chân này đi mình đất sự cam vật chi dục khởi thá cả cái prai đây cả sự cam tới chi đây lỗ mình ban bằng cao ở miền cẩm nam sinh tế cách đôi cả thuê cả sự cam đôi tế tập bật ác chi vật cam đây lỗ ai bắt đầu ắt thà bây giờ đo mình nuôi mùi cầm tôi tại bên đầu sau năm nay chấm ní đồng ní cả dục đây sai đây chấm cả tổ pu chi lỗ mình trầm tai ri rèng đo cả phật lực không bị sai cả sự cam bên đầu tế thay em tiếng ai ri rèng đo cả phật lực không bị sai sa cam phong đại thôi mà đá đấy miền cẩm nát mà ta chấm luôn chơi chốn chơi tạc cao hơn hay ca vị vót này ca pu lô này cứ mình ban bằng cao hơn ở miền cẩm nát hơn sẽ được cái tiền dương dương mới bị khóc vì cả sĩ cam bây đại dương đâm crop mùi crop vì tranh play mà ban đập crop rồi mà rồi crop nước miền cẩm nát chấm nâu cẩm nát cái hai thác cẩm nát iPod có phần tai bởi dương mới đây đây mùi hạch ta túc tại mùi hạch ta đỏ đai lang tại thay thế chẳng biết mình ai thưa miền cẩm nam sẽ được cách bất đi cái này ní ai đây chia ca vị vót này vị say đây thay pu lô ní viên đường khai tới chỉ cả ta riêng tại đó
ការផលិតវិស័យកសិកម្មហើយក្រៅពីកសិកម្មគឺវារៀបរៀងទៅដល់ការផលិតឧស្សាហកម្មទៀតឧទាហរណ៍ថាម្ចាស់រោងចក្រទឹកស្អាវមួយដែលគាត់ផលិតទឹកស្អាវមិនសូវចំណេញគាត់ទៅពុះឡូចំណេញជាងអញ្ចឹងគាត់ដកដើមទុនគាត់ទៅពុះឡូហើយពេលនោះគឺរោងចក្រទឹកស្អាវត្រូវបានបិទនេះគឺបាត់បង់ការងារទៅពុះឡូត្រូវការមនុស្សតែ 4-5 នាក់រោងចក្រទឹកស្អាវត្រូវការមនុស្ស 50-60 នាក់អញ្ចឹងយើងនឹងបាត់បង់ការងារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថែមទៀតដូច្នេះការវិវត្តនៃវិស័យអចលនទ្រព្យវាគឺជាកត្តាមួយរៀបរៀងទៅដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងផលិតកម្មនៅក្នុងប្រទេសយើងផងដែរគូបញ្ជាក់ថាកាលពី4ទៅ5ឆ្នាំមុនវិស័យពុះដីឡូមានភាពផុសផុលនិងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនពីអតិថិជនជាពិសេសគឺនៅតំបន់ជ័យរាជធានីភ្នំពេញតែម្ដងប៉ុន្តែនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះពោលគឺបន្ទាប់ពីកម្ពុជាទទួលរងនូវការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ចរន្តទិញលក់ក្នុងវិស័យនេះហាក់មានការធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយគម្រោងពុះដីឡូថ្មីៗក៏មិនសូវមានផងដែរនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះពីព័ន្ធបញ្ហានេះអគ្គញាជែងខេងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនឹងជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ CBL បានគូបញ្ជាក់ការពីពេលកន្លងមកថាកត្តាដែលធ្វើឲ្យវិស័យដីឡូហាក់នៅទ្រឹងនឹងបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងគឺដោយសារតែម្ចាស់គម្រោងពួកដីឡូមួយចំនួនមិនបានគិតគូរពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាប្រព័ន្ធលូទឹកភ្លើងនិងទីធ្លាសាធារណៈជាដើមការមិនទទួលបានប្រាក់ចំណេញដោយអ្វីដែលម្ចាស់គម្រោងឬភ្នាក់ងារលក់អះអាងពេលបើកលក់គម្រោងដំបូងក៏ជាមូលហេតុធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើវិស័យនេះផងដែរព្រោះជាធម្មតាអ្នកទិញដីឡូតែងតែចង់បានប្រាក់ចំណេញនិងចង់ឃើញតំបន់នោះមានការអភិវឌ្ឍ